chuẩn bị. Anh Phạm Hải, cái tội Phạm Hải. Kế tiếp, chuẩn bị thôi. Sau đây mời các anh chị đang nhảy với điệu thép đồ, mời các anh chị thưởng thức liên khúc theo đuổi đường của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.